Vậy xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bồm TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay kênh YouTube Cu Bồm TV nhà em lại lên sóng một mã sản phẩm, nói chung là bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Nhưng con mã hàng bu lông chân pin phổ thông này, và giá khá là rẻ cho tất cả các bác. Các bác có thể làm gia đình rất là ok, các bác làm công trình thoải mái luôn cho em. Thì trước mặt các bác đây đó là con Makita bu lông kim vít, hàng gọi là phổ thông nhất hiện nay anh em nhé. Thì em sẽ cho các bác xem luôn. Về à? Rồi. Máy là ok này. Mạch là mạch 3 tấc anh em nhé. Các bác cùng em đi khui thử một bộ sản phẩm của con này sẽ gồm những gì các bác nhé. Con này thì em bán rất là nhiều trên thị trường rồi, vì giá nó khá là rẻ cho tất cả các bác nhà mình, hợp túi tiền của mọi người luôn. Đây, trước mặt anh em đây là một hộp máy của bu lông. Rồi, nhận hàng nó sẽ nhân là một hộp như này nhá. Đựng này. Đấy, đây sẽ là một thân máy. Một thân máy này, thân bu lông kim vít, động cơ không chổi than, mạch 3 tốc độ, hai pin. Hai pin 10 cell cho em anh em nhé. Hai pin 10 cell, một sạc bàn, một hộp đựng và khẩu 22 đi kèm theo máy này. Rất là ok này. Đây anh em đi, em cùng em đi giới thiệu qua luôn. Là con bu lông kim vít Makita nó như thế nào anh em nhé. Rồi, thì con này là hàng động cơ không chổi than này. Đầu à, đầu bu lông đầu rỗng, các bác vừa có thể ship mở bu lông, vừa có thể bán vít bán tôn này. Mạch là mạch 3 tốc độ, nút cuộn màu vàng. Một hàng đèn ngang, hàng đèn báo tốc độ, và hàng đèn dọc là hàng đèn báo pin này. Đấy, em sẽ chỉnh cho các bác xem luôn nhé. Tốc chậm nhất này, tốc trung bình này, và tốc nhanh này. Đấy. Có đèn led và có đảo chiều đầy đủ cho tất cả các anh em luôn. Con này là hàng động cơ không chổi than. Và anh em lưu ý là pin này, pin thì nó xài là chân pin phổ thông, pin 18V, 18-21V. Còn cái chỉ số 198 hay là 99 hay là 118 hay 72 thực chất không liên quan gì đến sức mạnh của máy anh em nhé. Con này là hàng động cơ không chổi than, bu lông đầu rỗng kiếm vít kiếm tôn, nên các bác có thể là ship mở bu lông này, có thể bán vít bán tôn, hoặc các bác có thể lắp trực tiếp mũi khoan vào để các bác khoan tường không bê tông nhé. Thì sau đây các bác cùng em đi thử một vài chức năng của con máy này cho anh em xem luôn nhé. Lắp cái từ tôn vào cái con bu lông kim vít Makita. Sau đây em sẽ test chức năng bắn vít bắn tôn bằng việc là bắn u anh em nhé. Bắn u sát luôn. Ok, các bác nhìn rõ rồi em vậy ạ. Ok. Rất là ngon luôn. Đấy. Rất là ngọt luôn anh em nhé. Rất là ngon. Thì sau đây các bác cùng em đi test chức năng bắn tôn trên gỗ anh em nhé. Trên gỗ. Đây. Trước mắt này là cái hộp gỗ này. Thì em sẽ dùng cái mũi dài khoảng 6-7 phân bắn trên đây luôn. Ok anh em nhìn rõ của em nhé. Đây em tìm vị trí là không có một cái mũi nào bắn trước đó nhá. Ok ạ. Ngọt luôn anh em nhé. Rất ngon và rất ngọt. Đấy, rất là ngọt luôn anh em nhé. Nó tự động đập búa khi các bác bắn luôn nhé. Thì sau đây các anh cùng em đi test thử chức năng siết ốc với con này nhé. Thì em lại lắp cái con bu lông kim vít Makita vào cái khẩu 19. Thì sau đây em sẽ test chức năng bắn ốc trên xe nha anh em nhé. Em sẽ bắn xe tay ga, xe lít này. Đây là bánh trước nha anh em nhé. Anh em cùng theo dõi với em nhé. Ok này. Đấy, rất
nhẹ nhàng em. Đấy, rất là ok các bác nhá, rất là ngon, nói chung là giá khá là rẻ. Em đã thử tất cả các chức năng của con máy này rồi, vừa bắn tôn, vừa siết mỏ, bù lông. Thì các bác có muốn khoan tường không bê tông thì có thể lắp trực tiếp mũi khoan đa năng, hoặc các bác lắp qua đầu chuyển khoan là ok nhá. Thì vừa rồi các bác đã cùng em đi thử tất cả các chức năng của máy siết bù lông Makita, bù lông kiêm vít anh em nhá. Thì con này một bộ đầy đủ của nó gồm một máy này, hai pin 10 cell chân phổ thông, một sạc bàn, một hộp đựng, một khẩu 22 đi kèm. Anh em mua hàng thì đặc biệt là em sẽ có tặng cho anh em này đầy đủ luôn cho anh em là một đầu chuyển từ đầu chuyển sang chuyên vít này, để các bác làm trên mái các bác sợ rớt vít rớt mũi thì lắp vào đây cho em. Một đầu chuyển sang khoan để anh em có thể dùng để khoan bê tông, khoan tường, khoan bê tông và lắp các cái mũi truyền thống vào cho em là được nhá. Đây, quà tặng cho anh em này, rất là ok luôn. Đây là khớp nối này. Đấy, tặng anh em luôn một đầu chuyển vít, một đầu chuyển khoan khi các bác mua sản phẩm. Giá thành thì em cam kết giá rẻ toàn thị trường cho anh em luôn. Giá cho bác là 950.000. 950.000 anh em có thể sở hữu được một bộ bu lông kiêm vít này, có thể xếp mỏ bu lông, có thể bán vít bán tôn, có thể khoan tường không bê tông được. Các bác có thể làm ở nhà, làm tại gia đình hoặc các bác có thể đi làm công trình vô tư. Nói chung là con máy này là hàng phổ thông, giá khá là hợp lý cho tất cả các bác nhà mình, ai cũng có thể là bỏ đồng tiền ra các bác mua được máy. Và bên em bảo hành cho anh em là bảo hành thân máy 6 tháng, pin sạc 3 tháng luôn. Quá là ngon, quá là hấp dẫn cho bác luôn. Giá là 950.000 anh em nhé. Bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc. Thì các bác nào có nhu cầu đặt hàng có thể để lại cho em số điện thoại ngay tại video, hoặc là trực tiếp gọi đến ba đầu số nha em, đó là 0982 826 628, 0929826628, hoặc là 0768826628 nhé. Cửa hàng em ở tại Đạo Lý Lý Nhân Hà Nam, nên là anh em nào ở gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để có thể xem hàng, test hàng và sau đó là mua hàng nhé. Và em xin kết thúc cái video tại đây. Bác nào có nhu cầu thì ủng hộ bên em. Và xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.